nghiệm đi trong cái đường hầm nhé. Thì nếu như bạn đi vào cái làn bên trong này này, thì đa số nó sẽ là những cái xe tải hoặc là những cái xe mà người ta không muốn đi nhanh. Thì có những cái hầm nó dài khoảng 5 km ấy. Thì bạn cứ xác định là bạn cứ đi đằng sau cái xe đấy thôi, bởi vì là nó là cái làn chống vượt, nó sẽ là nét liền, thì ra đến đây mới vượt được. Đấy, ví dụ như cái ông xe này ông ấy đi chậm, ông đi chậm thì mình cứ đi hết 5 cây số trong đường hầm là đi đằng sau ông ấy. Cho nên ví dụ như là đi trong đường hầm thì trước khi vào hầm là mình sẽ ra cái làn ngoài. Đây ví dụ như bây giờ nhé, chuẩn bị đến cái đường hầm này thì mình sẽ chủ động ra cái làn ngoài này. Không thì tất cả những cái ông xe tải, xe công, xe đường dài nó sẽ đi vào trong cái làn trong này. Thì mình cứ đi theo nó thì mình rất là mất thời gian, trong khi đấy là bây giờ mình có thể chạy 120. Trong hầm này thì tốc độ tối đa cho phép là 100. Đấy. Thì nếu như này thì mình tha hồ mình lượn thích lượn kiểu gì lượn. Còn cái văn hóa đi xe ở đây thì cái làn ngoài này nó sẽ để vượt. Cho nên là khi mà mình cần vượt xe khác ấy thì mình sẽ đi vào cái làn ngoài này. Còn bình thường mình muốn đi nhanh đi chậm gì thì mình cứ đi ở trong cái làn trong này. Cái hệ thống đường này rất là lòng quăng, nên là nếu không có cái bí kíp này, bí kíp chính là cái phần nó không phải Google Map, nó chả biết luôn là cái gì, nhưng mà nói chung là không có nó thì mình chết. Thì đường ở đây nó rất là phức tạp. Đấy, ví dụ như ông xe tải này mà mình cứ đi ở đằng sau nó, ông ấy cứ phóng tốc độ 100 đến 80 đến 100 km thì mình đợi ông ấy hết hơi luôn. Cho nên là mình phải chủ động mình ra cái làn ngoài. Thì đấy là kinh nghiệm đi trong đường hầm. Mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm để mình đi cái đường cao tốc ở Trung Quốc dành cho những bạn mà sau này sang đây sinh sống. Nói chung là nếu mà mình muốn sống ở đây thì cái việc đầu tiên mình sẽ phải thích nghi, đấy là đi lại. Đường ở đây thì thoáng, tốc độ thì mình đừng nên đi quá tốc độ vì nó sẽ phạt tiền mà không cần phải công an hay là cảnh sát giao thông gì cả. Nó sẽ trừ tiền vào trong chính cái xe của mình, và nó sẽ báo về điện thoại mình phải đi nộp tiền. Cho nên là tốt nhất là đừng có vi phạm giao thông. Đấy, thì ở đây đường nó sẽ vòng, cái độ cua độ cong nó rất cao, nên là buổi tối là mình đi thì xe nó ít, nhưng nếu ban ngày các bạn đi xe nó nhiều mà các bạn đi tốc độ 120 thì mình mà cứ đi ở cái làn ngoài ấy, thì nó sẽ cản trở những cái xe khác, họ không vượt được. Thì bình thường mình chỉ cần hiểu một cách đơn giản là nó sẽ hơi ngược ở Việt Nam. Không biết ở Việt Nam là do ai quy định, nhưng mà Việt Nam thì mình thấy đa số các ông nào mà đi nhanh hay đi chậm cũng chen chân bằng được ra cái làn ngoài. Còn đây thì người ta sẽ bình thường đường cao tốc sẽ có hai làn, người ta sẽ đi là cái làn ở bên trong này, còn vượt thì sẽ là làn ngoài. Còn đối với cái đường cao tốc, có những cái đường cao tốc ở đây mình đi nó có 4 làn đấy, thì thường nó sẽ có thêm một cái làn là dành cho kiểu mấy cái xe dạng như kiểu xe tốc độ chậm ấy, làn trong cùng ấy. Đấy, chứ còn hai cái làn bên ngoài thì vẫn là hai cái làn để đi tốc độ cao và để vượt. Đường ở đây thì nó cong như thế này thì kinh nghiệm đi của mình ấy là mình sẽ bám vào bên cái làn trong. Đấy, mình bám vào làn trong này thì khi mà nó vào những cái chỗ cua sâu này, xe của mình nó không bị văng xe và mình căn theo cái đường
cái đường vô lăng ấy nó sẽ rất chuẩn, nó không bị cảm giác trông chênh, là tốc độ mình đảm bảo được. Hơn nữa là như thế thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho những người đi cùng mình, dạng như kiểu người ta muốn vượt hay là gì đấy thì người ta cứ ra làn ngoài người ta vượt thôi, đi nhanh hay đi chậm thì mình đi làn bên trong này. Ui giời, mình đã đi được khoảng tầm 200 cây rồi, còn một đoạn nữa thì đến thôi.